Đây là bản tin chiến sự ngày 5 tháng 9. Hôm nay là một ngày rất quan trọng của một lớp tương lai của đất nước, ngày khai trường. Chúc cho những ai vẫn đang đi học xem video này một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực. Tất nhiên, với các bạn đang đi học mà có thể xem và hiểu được những nội dung của mình thì các bạn cũng đã đủ lớn rồi. Vậy chúc cho các bạn trong con đường đèn sách của mình cũng dành thêm thời gian để tìm hiểu về lịch sử nhé. Chúng ta không quên rằng ở Ukraine hiện nay đang thiết quân luật, bắt đầu gỡ bỏ những hạn chế gọi nhập ngũ nhắm tới những bạn sinh viên cũng như những bạn từ 17 tuổi rồi. Thế nên nhiều bạn trẻ Ukraine sẽ không còn cơ hội cắp sách tới trường nữa mà phải cắp súng tới trường, nhưng mà là chiến trường. Không chỉ có các bạn trẻ từ 17 tuổi, các bạn sinh viên, những người vốn thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự cũng đang được dỡ bỏ quy định để gọi nhập ngũ, mà phía Ukraine cũng đang bắt đầu gọi nhập ngũ cả những phụ nữ với nhiệm vụ hậu cần rồi. Nói về việc động viên thì hôm qua, theo tin vỉa hè xuất hiện một quyết định cho rằng Nga động viên thêm 200.000 binh sĩ, nhưng sau một hồi phía nhóm cừu trích thông tin thì hóa ra đó là fake news từ Ukraine. Một pha trích va thành công đầu tiên, 1-0 cho Nga. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện chiến sự, nhắc lại vụ tấn công bằng UAV Shahed của Nga gây thiệt hại các cảng biên giới phía nam của Ukraine, giáp Romania. Trong một động thái lôi kéo thì phía Ukraine loan tin cho biết rằng có những chiếc UAV của Nga rơi trên lãnh thổ của Romania. Ngay sau đó, phía Bộ Quốc phòng Romania phủ nhận thông tin này và cho biết không hề có mối nguy hiểm nào trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kuleba của Ukraine lần nữa khẳng định một cách có thẩm quyền với bằng chứng rằng những máy bay không người lái Shahed đã bay tới và rơi trên lãnh thổ Romania. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng bằng hình ảnh cho thấy có gì đó rơi ở đó. Ông cũng không quên nói với phía Romania rằng thật vô nghĩa khi phủ nhận có thứ gì đó đã rơi ở đất nước của bạn. Vậy là phía Romania đã phủ nhận có cái gì đó rơi vào nhà của họ, nhưng phía Ukraine cứ khăng khăng là có. Tìm kỹ lại đi, chắc chắn có. Còn vào đêm qua thì Ukraine phát đi cảnh báo không kích trên toàn lãnh thổ khi phát hiện Nga cho xuất kích những con máy bay MiG-31K. Tuy nhiên tới nay không có thông báo thiệt hại nào đáng kể của cả hai phía, chỉ có hình ảnh của một vụ cháy chưa xác thực. Thông tin các vụ tấn công tầm xa của Ukraine cũng không xuất hiện nhiều. Có thể nói, các cuộc tấn công không kích của cả hai bên trong đêm qua gần như không có gì. Chúng ta điểm qua các thông tin về mặt trận. Tại hướng Kherson, hôm nay có báo cáo mới về cuộc tấn công của Ukraine tại phía nam cầu Antonovsky theo mô tả. Mũi tấn công này của Ukraine chưa rõ ý đồ nhưng cơ bản đã bị thất bại thảm hại. Đồng thời ghi nhận câu chuyện Ukraine có vẻ đang tập trung quân ở bờ đối diện của trại Cossack như vị trí đánh dấu ở đây để chuẩn bị cho điều gì đó mới sau hai ngày vừa qua có các nhóm đổ bộ thuyền do thám xung quanh khu vực này của Nga. Cũng không ngạc nhiên nếu Ukraine chọn vị trí Kozachi này để tấn công, bởi vì cơ bản ở đây có điều kiện thuận lợi sát bờ sông tạo cho Ukraine sự dễ dàng trong việc tiếp cận và đột kích. Chúng ta sẽ cùng chờ xem có những diễn biến nào mới không. Ngoài ra vẫn liên tục diễn ra các hoạt động tìm diệt của cả hai bên, một hoạt động diễn ra hàng ngày. Ở chiến trường Zaporizhia, hôm nay chúng ta có thông tin mới tại khu vực Kamianske. Hôm qua cho thấy Ukraine đã mở các mũi tấn công theo hướng bắc đánh xuống. Pháo kích Nga đã hoạt động tích cực nhắm vào các mũi tấn công này của Ukraine, nhưng cơ bản Ukraine đã có thể giành lại một vị trí tại một khu vực như mô tả trên bản đồ. Nếu các bạn còn nhớ thì đây là vùng mà Nga đã tiến chiếm được trong một đợt tấn công bất ngờ vào khoảng hơn một tháng trước, và giờ đây Ukraine mới lấy lại được. Di chuyển tới chiến trường Orykiv, hôm qua trong một cuộc phỏng vấn thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng đã hào hứng cho biết tại chiến trường này chỉ trong một ngày Nga đã tiêu diệt tới 6 xe tăng của Ukraine tại đây. Đồng thời trong một clip rất ngắn ghi lại cảnh rút lui của nhóm bộ binh Ukraine bằng xe tải, hình ảnh một chiếc Challenger 2 bất khả chiến bại của Anh gửi cho Ukraine, chiếc xe tăng đặc biệt dành cho lữ đoàn lính dù 82 được báo cáo là chưa xuất trận nhưng trong video thì đã nằm phơi lưng ở chiến trường này. Rồi tới các cuộc tấn công vào đêm qua. Các hướng tấn công chủ yếu vẫn tập trung vào Robotyne và Vebove, các hướng khác chỉ gồm các mũi đánh nhỏ và không đáng kể. Tại Robotyne, các mũi đánh của Ukraine ngoài bộ binh thì chỉ nhận thấy sự xuất hiện của các xe bọc thép chở quân Bradley tại khu vực này. Các mũi đánh của Ukraine vẫn tập trung tấn công xuống khu vực ngoại ô phía nam của Robotyne. Theo báo cáo từ phía Nga thì Ukraine vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn khu vực này. Tuy nhiên, video từ phía Nga ghi lại việc tấn công Ukraine thì chúng ta có thể thấy binh sĩ Ukraine vẫn có thể giữ được các vị trí tại khu vực phía nam của Robotyne bất chấp hỏa lực mạnh mẽ từ Nga. Tại hướng Vebove, tiếp tục ghi nhận các video cho thấy Ukraine chỉ sử dụng bộ binh tấn công theo hướng mũi tên và lại nhận phải những hỏa lực tầm xa của Nga. Các mũi tấn công này hầu hết đều phải rút về mà không thể tấn công tiếp được tới Vebove, giống như một lần duy nhất họ làm được ở khoảng 2 ngày trước. Rõ ràng Nga đã có những bước cảnh giác nhất định tại khu vực này. Ở chiến trường Orykiv, mình cung cấp thêm cho các bạn một thông tin mới từ phía Ukraine. Theo phát ngôn chính thức của Ukraine, họ mô tả rằng trên tuyến phòng thủ thứ hai của quân chiếm đóng Nga, mật độ bãi mìn ít hơn tuyến đầu tiên nhưng có thể chứa một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất dạng như địa đạo, bởi Nga đã có hơn một năm để làm việc và đào các địa đạo này. Tuyến phòng thủ thứ hai của Nga khá mạnh, tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ là nó yếu hơn. Đồng thời, ông cũng nói rằng dù bãi mìn phía sau của Nga ít hơn nhưng nó cũng khá mạnh. Rõ ràng rồi, không hiểu từ đâu ra các thông tin cho rằng đục được phòng tuyến số 1 thì dễ dàng lọt qua lớp phòng thủ số 2. Vì một lẽ cơ bản, càng đi sâu thì lớp phòng thủ càng mạnh. Các bãi mìn có thể đang giải ít hơn để thuận tiện cho công tác vận hành chiến thuật của Nga. Nhưng nếu tuyến phòng thủ số 1 của Nga bị thủng thì bãi mìn ở đây sẽ nhanh chóng được lấp đầy.
Trên chiến trường thì cả phía Nga lẫn phía Ukraine đều không tỏ ra khinh địch giống như những phát ngôn đậm mùi chính trị của các chính khách đâu. Nhắc tới các bãi mìn, đây là video binh sĩ Ukraine ghi lại các quả mìn hơi bị ít do Nga rải ra, đồng thời cũng không quên dành những lời lẽ gãy cánh dành cho các chính trị gia mạng của NATO khi những chính trị gia mạng này lên tiếng chỉ trích Ukraine tiến công quá chậm. Hãy nhìn vào đây đi, mấy ông giỏi thì vào đây mà tấn công, ngồi ngoài nói ai chả nói được, một thằng làm bản tin như tôi cũng nói được cơ mà. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực mỏm đá. Hôm nay có diễn biến mới từ phía Ukraine. Đêm qua, Ukraine mở các đợt tấn công theo hướng mới vào Novodonetsk và Novomaïsk bằng các phương tiện bọc thép. Như vậy là hoạt động tập trung hậu cần tại hai khu làng phía sau mà ở video vài ngày trước chúng ta nhắc tới thì hôm nay đã có hành động. Các cuộc tấn công của Ukraine được mô tả rằng các phương tiện của họ di chuyển lên, đổ bộ quân và rút về liền. Cuộc tấn công ngay lập tức vướng phải các hỏa lực của Nga, ít nhất một xe bọc thép và một xe tăng bị phá hủy. Cuộc tấn công vào ban đêm thất bại thì ngay buổi sáng Ukraine đã mở các mũi tấn công mới với hai xe tăng cùng với bộ binh. Tuy nhiên mũi đánh đó cũng thất bại. Hiện tại ghi nhận Ukraine lại tiếp tục thực hiện các đợt tấn công mới. Đánh giá sơ bộ, đây là các mũi tấn công rục rịch trở lại. Có thể phía Ukraine đã tìm ra chiến thuật mới và các cuộc tấn công đêm qua cũng như sáng nay là các cuộc tấn công thử nghiệm để chuẩn bị cho đợt tấn công thực sự sau đó của họ. Di chuyển thẳng lên chiến trường Bakhmut. Ở đây không cần nói nhiều thì mọi người cũng biết giao tranh liên tiếp xảy ra. Tình hình 24 giờ qua được mô tả như sau. Ukraine tổ chức các mũi đánh ở hầu hết các khu vực định cư tại sườn nam Bakhmut. Tại vị trí cực nam, Ukraine tấn công vào vị trí đường sắt theo đánh dấu tại đây. Vẫn tiếp tục là các mũi đánh hòng muốn cắt đứt tuyến đường của Nga. Sau khi tấn công giành được một vị trí nhỏ theo mô tả, thì ngay sau đó Ukraine cũng dính phải hỏa lực của Nga và phải rút lui về. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Andriivka khi Ukraine tấn công theo hai hướng tiến thẳng vào khu làng nhưng cũng đã thất bại. Giới tuyến ở khu vực từ Andriivka trở xuống không thay đổi. Tuy nhiên, ở khu vực phía làng Tritivka, Ukraine tổ chức đánh mạnh từ phía dưới và phía tây vào vị trí của Nga và có thể mở rộng thêm vùng kiểm soát ở trong khu làng như mô tả ở video đây, đẩy lùi quân Nga thêm về phía bắc của làng. Chiều ngược lại, phía Nga mở mũi tấn công theo chiều mũi tên ra khu vực cánh rừng mà Ukraine đang đồn trú tại phía bắc và cũng đã thành công đánh bật được Ukraine ra khỏi khu rừng này. Vậy là cả hai bên đều mất chỗ này và được chỗ kia, nhưng có thể thấy Ukraine đang có phần lấn lướt tại khu vực làng Tritivka. Ở đây chúng ta có pha check VAR thứ hai. Hôm qua, Ukraine tung lên một video lữ đoàn Aida lái thiết giáp tấn công vị trí của Nga tại Bakhmut. Cuộc tấn công được mô tả là ác liệt và thành công. Tuy nhiên, khi check lại thì đây chỉ là cảnh mà Ukraine quay ở phía đối diện cuộc tấn công của Nga vào vị trí làng Tritivka vào tháng trước. Vậy là Ukraine quay lại cuộc tấn công thành công của Nga vào tháng trước ở một góc độ khác. Sau đó, hôm nay tung tin rằng Ukraine mới tấn công mãnh liệt vào quân đội Nga. Pha check VAR thành công thứ hai của làng cừu 2-0 cho Nga. Tiến lên khu vực Liman, hôm nay ghi nhận tại thành phố Bilohorivka, Ukraine mở một mũi tấn công vào vị trí mà Nga đã chiếm được thời gian trước ở mỏ khai thác đá và đã thành công lấy lại được một khu vực như mô tả trên bản đồ, đẩy Nga về phía bên kia của nhà máy. Đồng thời, ở khu vực rừng Siribansky ở đây, hôm qua Ukraine lại tiếp tục tổ chức các mũi tấn công như kịch bản suốt 2 tuần vừa qua. Ở đây có báo cáo từ phía Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt được gần 10 xe bọc thép các loại của Nga, tuy nhiên đó cũng chỉ mới là các thông tin chưa được xác thực. Chiều ngược lại, các cuộc tấn công suốt thời gian vừa qua chúng ta chỉ ghi nhận là Ukraine tấn công Nga và không có thông báo nào khác. Tuy nhiên, hôm nay từ bản đồ chiến sự cho chúng ta thấy Nga lại tiếp tục tiến lên, chiếm được một khoảng như mô tả, mở rộng thêm vùng kiểm soát của Nga tại khu vực rừng này. Ở phía mỏm Tos, Ukraine lại tổ chức tấn công vào trận địa của Nga bằng mũi bộ binh gồm cả xe bọc thép nhưng cũng không thành công. Di chuyển lên phía giữa ở đây, bản tin hôm qua chúng ta có thông báo rằng Nga đã chiếm được một khu vực nào đó nhưng chưa có báo cáo cụ thể. Thì hôm nay đã có báo cáo cho thấy vị trí mà Nga tiến quân được là tại khu vực đánh dấu trên bản đồ. Đồng thời, tin hôm nay cho chúng ta biết thêm về thông tin tại khu vực Novose rằng Ukraine tổ chức vài mũi đánh vào ngày hôm trước và đã bị quân Nga đẩy lùi. Đồng thời, Nga đang tiến hành các hoạt động uy hiếp tới hai khu vực làng đánh dấu phía sau của Ukraine. Các thông tin ở chiến trường này khá nhỏ giọt nên thi thoảng sẽ có một báo cáo cho thấy bước tiến hoặc bước lùi nào đó bất ngờ mà chúng ta không hề biết vào những ngày trước đó. Lên chiến trường phía bắc tại mỏm Kupiansk, Nga đang nắm thế kiểm soát tại đây và Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí lực lượng cũng như dự đoán ý đồ của Nga tại khu vực này. Hôm qua ghi nhận, Nga lại tiếp tục tạo sức ép với Ukraine bằng các cuộc pháo kích và không kích bằng bom F-35. Đồng thời, tổ chức các mũi tấn công gây sức ép từ các hướng như mô tả trên bản đồ. Dù chưa có thông tin nào báo về là Nga chiếm thêm được vị trí nào hay không, nhưng có thể ghi nhận nhiều mô tả về sự khó khăn tại chiến trường này từ phía Ukraine. Tại biên giới phía đông bắc, hôm qua có báo cáo Ukraine lại mở một mũi đột kích vào khu vực lãnh thổ thuộc Priyan của Nga. Cuộc tập kích này đã bị chặn đứng bởi lính biên phòng Nga, báo cáo thiệt hại thì không được ghi nhận. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong khoảng hơn 2 tuần nay Ukraine thực hiện các cuộc tấn công kiểu này vào lãnh thổ Nga. Vẫn chưa biết mục đích của các cuộc tấn công này là gì, hay là Ukraine tập trung một đạo quân lớn ở đây, cứ để như vậy thì tốn tiền nuôi quá nên họ đang tìm công việc cho các cụ làm chăng. Đó là toàn bộ diễn biến chiến sự ngày hôm nay. Về cơ bản thì không có bước tiến nào quá đột phá, ở Robutine vẫn dậm chân tại chỗ, ở mỏm đá thì có hướng tấn công mới nhưng đang ở trạng thái thăm dò, còn ở Bakhmut thì bước tiến tại Tritivka là bước tiến có thể dự đoán từ trước nên không quá nổi bật.
Cuối video này, chúng ta sẽ điểm qua một chút về vấn đề được nêu ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga tại Sochi. Ở cuộc gặp này, ngoài những lời lẽ xã giao như Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga quay lại thỏa thuận ngũ cốc, Nga thì chỉ trích động thái của phương Tây khi lợi dụng thỏa thuận đó rồi câu chuyện hòa bình của Ukraine, thì có hai thông tin chúng ta cần lưu tâm, đó là việc Thổ và Nga đang thúc đẩy xuất khẩu khí đốt thông qua Thổ và phân phối đi đâu đó thì ai cũng biết là đi đâu. Đồng thời câu chuyện mở hành lang ngũ cốc từ Nga qua Thổ và phân phối tới các nước nghèo, bỏ qua các nước giàu như ở châu Âu. Nếu hai vấn đề này đi vào thực chất thì hành lang ngũ cốc của Ukraine chính thức bị triệt tiêu và câu chuyện khí đốt sẽ tiếp tục được mở ra. Châu Âu lại một lần nữa đành phải dùng khí đốt của Nga với một giá đắt hơn. Trước đó thì đã có ghi nhận châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt của Nga qua đường vòng bằng các tàu khí đốt hóa lỏng. Khổ cho châu Âu, dùng hàng giá rẻ được chuyển trực tiếp bằng đường ống thì không thích, giờ lại thích dùng khí đốt của Nga thông qua trung gian với giá đắt hơn nhiều. Quá chua chát cho châu Âu. Và đó là tất cả thông tin ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.